Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay 24 tháng 7. Và như thường lệ đầu tiên xin mời quý vị điểm qua những nội dung nổi bật trong bản tin tối ngày hôm nay. Ông Cao Sĩ Kim, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời phỏng vấn quanh chuyện thu nhập bình quân của người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phải cắn răng đốn 41 cây cổ thụ để thi công nhà ga tuyến metro số 1. Nhưng trước hết sẽ là thông tin tổng kết kinh tế 7 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh có gì đáng chú ý. Kính thưa quý vị, ngay sau khi Tổng cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ số giá tiêu dùng thì sáng nay 24 tháng 7, Văn phòng thành phố cũng công bố loạt chỉ số tình hình kinh tế 7 tháng đầu năm. Phóng viên Võ Vân sẽ chia sẻ nhiều thông tin chi tiết hơn, xin mời quý vị theo dõi. Có thể nhắc đến một số chỉ số kinh tế đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 7 này tiếp tục tăng so với tháng trước. Nếu tính chung 7 tháng đầu năm và loại trừ yếu tố biến động giá thì tổng doanh số tăng 7,5%. Cùng kỳ doanh số này tăng nhanh hơn với 8,6%. Như vậy thì mức tăng này có mối quan hệ như thế nào với chỉ số CPI tháng 7 vừa được Cục Thống kê công bố trước đó không, Võ Vân? Vâng, như đã đưa tin thì CPI tháng 7 đã giảm tốc chỉ tăng 0,12% so với tháng 6. Các nhà quản lý không đưa ra nhiều bình luận về tình hình này, chủ yếu chỉ đề cập đến giá xăng tăng, tác động nhất định đến nhiều nhóm hàng cũng như là sức mua. Theo ý kiến của một số chuyên gia, cốt lõi vẫn là sức mua trên thị trường. Dù doanh số bán hàng liên tục tăng qua các tháng và các quý từ đầu năm đến nay, tuy nhiên có thể nhìn thấy biên độ tăng không mạnh. Nhiều người dân vẫn khá thận trọng trong việc chi tiêu lúc này. Thế còn về kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 thì sao, có cải thiện hơn số liệu công bố hồi cuối tháng 6 hay không? Trong tháng 7 thì kim ngạch xuất khẩu tiếp tục không mấy lạc quan. Nếu tính chung luôn 7 tháng và loại trừ dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá khiêm tốn, chỉ với 1,9%. Trong khi cùng kỳ con số này cũng đạt 2,7%. Điều đáng chú ý là có sự biến động khá mạnh về các thị trường xuất khẩu. Ví dụ như là tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore tăng khá nhẹ. Trong khi đó thì tại thị trường Trung Quốc tăng khá mạnh với hơn 30% và tại Úc tăng đến hơn 50%. Tại Malaysia, thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của thành phố thì giảm đến gần 45%. Ngoài ra, đáng chú ý thì phải đề cập đến kim ngạch nhập khẩu trong tháng 7 này tiếp tục giảm. Tính chung 7 tháng thì giảm đến 8%, trong khi cùng kỳ nhập khẩu tăng hơn 18%. Trong đó thì nhóm nguyên liệu, dệt may, da dày, hóa chất nhập khẩu thì vẫn tăng, chủ yếu giảm trên các nhóm sản phẩm như là điện tử, linh kiện. Có chỉ số nào khả quan hơn không, Võ Vân? Ví dụ như là tình hình thu hút đầu tư mới hoặc là vốn chi đầu tư phát triển thì sao? Vâng, có thể nói đây là những khoảng sáng sủa nhất trong báo cáo kinh tế 7 tháng của thành phố Hồ Chí Minh để có thể kỳ vọng kinh tế thành phố hồi phục ổn định. Theo thống kê thì tổng vốn đăng ký đầu tư mới của khối đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài đều tăng khá mạnh. Cụ thể, vốn đầu tư trong nước tăng 11%, còn vốn đăng ký đầu tư mới ở khối doanh nghiệp nước ngoài thì tăng bất ngờ với khoảng 80% so với lại cùng kỳ. Về tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng là 3,4%. Chỉ số phát triển công nghiệp cũng tăng đều qua 7 tháng qua. Dù vậy, các nhà quản lý vẫn khá thận trọng trước tình hình kinh tế những tháng còn lại của năm. Báo cáo của thành phố nhận định khá rõ kinh tế thành phố vẫn tiềm ẩn những khó khăn, và những khó khăn này đến từ những yếu tố như chúng ta vừa đề cập. Ví dụ như là tổng cầu còn tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, nợ xấu và nhập khẩu nguyên phụ liệu giảm. Vâng, xin được cảm ơn Võ Vân rất nhiều. Kính thưa quý vị, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam lẽ ra phải ở mức khoảng 7.000 đô la Mỹ thì mới tương ứng với vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu. Đây là nhận định của một chuyên gia đến từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID. Theo ông Olin McGill, chuyên gia của USAID, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lẽ ra phải ở mức xấp xỉ 7.000 đô la Mỹ thì mới tương ứng với vị trí thứ 99 trên 189 trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu. Bởi theo bảng xếp hạng về môi trường cạnh tranh toàn cầu, thì các nước được xếp ở vị trí từ 99 đến 120 đang có thu nhập bình quân đầu người khoảng 7.500 đô la. Trong khi đó, tính toán của Ngân hàng Thế giới là cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hàng năm mới chỉ đạt khoảng 1.400 đô la.
Mức chênh lệch thu nhập này được nhiều chuyên gia giải thích là do nhiều chỉ số thành phần của Việt Nam không thực sự tốt nên đã khiến thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam ở mức thấp như vậy. Về vấn đề này thì phóng viên FVNC đã có cuộc trao đổi trực tuyến với ông Cao Sĩ Kim là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Theo ông thì có cái lý giải nào cụ thể cho cái vị trí xếp hạng nó không tương đồng với cái mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam không thưa ông? Cái việc xếp hạng của tổ chức thế giới thì nó căn cứ rất nhiều cái nội dung. Trong đó có cả cái trình độ phát triển, cái trình độ quản lý, cái thực tế thu nhập cũng như là cái thực tế hình thành cái giá cả và cái tăng GDP. Ở chúng ta thì sở dĩ nó có sự chênh lệch, cái nó cũng thể hiện những cái tồn tại, những cái yếu kém của chúng ta trong cái việc quản lý, trong cái việc chất lượng cạnh tranh, trong cái việc chất lượng cuộc sống, trong cái việc cái khả năng thu nhập và cái chi phí của mỗi người dân. Thì đây là một cái tồn tại mà chúng ta phải có những cái khắc phục trong thời gian tới và cũng phản ánh trực tiếp cái thực trạng của đất nước chúng ta. Một số vị chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra một số cái yếu kém của chúng ta, ví dụ như là chỉ số tiếp cận nguồn điện, chỉ số bảo vệ nhà đầu tư, chỉ số thành lập doanh nghiệp, hay là một số chỉ số khác thì chúng ta không được cao như các nước khác. Đó chính là lý do khiến cho thu nhập bình quân đầu người của chúng ta thấp như vậy. Thì theo ông, trong số những chỉ số này thì chúng ta nên cần cải thiện cái chỉ số nào trước, có thể làm nhanh và làm sớm nhất? Trong những cái chỉ số mà người ta đã phân tích và cung cấp thì cái lớn nhất tức là cái thủ tục hành chính, cái cách điều hành quản lý của chúng ta nó còn nhiều cái bất cập hoặc là nó không sát với cái giải quyết được cái tồn tại đang mắc phải chúng ta, cũng như là cái thông lệ quốc tế chúng ta đang hội nhập. Và là cái thứ hai nữa là cái hệ thống nhân sự của chúng ta nó thể hiện cái qua cái thủ tục chính biểu hiện là cái phần tức là chúng ta hiểu biết luật lệ quốc tế, hiểu biết cái văn hóa đối xử và văn hóa kinh doanh, cũng như những cái tồn tại hiện nay của chúng ta trong các cái đạo đức của một số cái cán bộ công quyền. Nó có những cái nội dung mà chúng ta thấy rằng nó cách xa với cái yêu cầu và nó cũng còn tồn tại so với thực tại của chúng ta và so với yêu cầu của nhập kinh tế thế giới. Dạ vâng, như vậy là đã rõ. Nhưng mà việc cải cách thủ tục hành chính cũng cần phải có sự giúp sức, hợp sức của rất nhiều các doanh nghiệp, sự đồng lòng của người dân và cả cơ quan chức năng. Rất cảm ơn ông về phần trả lời phỏng vấn này. Tiếp theo đây là chuyên mục Mỗi ngày một con số. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 41. Đây là số cây cổ thụ trước cửa nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị chặt bỏ để có mặt bằng thi công nhà ga tuyến đường sắt đô thị Metro 1. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, việc đốn hạ một số lượng lớn cây cổ thụ tại nhà hát thành phố, không gian đã in sâu trong ký ức khiến cho nhiều người dân thành phố ngỡ ngàng. Nhiều người dân thắc mắc là vì sao thi công nhà ga ngầm mà phải chặt cây trong phạm vi rộng lớn như vậy. Giải thích cho điều này thì ông Lê Khắc Huỳnh, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố cho biết, mặc dù thi công nhà ga ngầm nhưng vẫn phải đào hở trên mặt đất để đưa máy móc thiết bị xuống lòng đất. Ông Huỳnh cũng cho biết là sau khi thi công xong ga nhà hát của tuyến Metro số 1 thì phần phía trên sẽ được trả lại mặt bằng để trồng cây xanh. Và như thường lệ, phần thời lượng còn lại trong phần 1 bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay sẽ là những tin tức đến từ thị trường chứng khoán trong nước. Kính thưa quý vị, sắc xanh đồng loạt trên cả hai sàn chứng khoán niêm yết trong phiên giao dịch ngày hôm nay 24 tháng 7. Các cổ phiếu Blue Chips đã đóng góp lớn vào đà tăng của thị trường, mặc dù vậy thì hoạt động giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp. Thị trường khởi sắc ngay từ đầu phiên nhờ vào các cổ phiếu Blue Chip như Masan, Vinamilk, Vincom. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch vẫn ở mức trầm lắng khi nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng với những diễn biến hiện tại của VN Index. Đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu FLC của tập đoàn FLC với đà kịch trần được đẩy từ đầu phiên cùng lượng giao dịch lớn lên đến 22 triệu đơn vị, chiếm gần 30% thanh khoản trên sàn thành phố. Sắc xanh tiếp tục được duy trì đến cuối phiên khi các cổ phiếu trong rổ VN30 đều trong xu thế tăng giá, số lượng mã tăng chiếm ưu thế so với số mã giảm giá. Khép phiên, VN Index tăng gần 5 điểm và chốt ở mức 602,06 điểm, giá trị giao dịch gần 1.500 tỷ đồng, ứng với khoảng 88 triệu đơn vị. Chỉ số HN Index diễn biến giằng co trong phiên sáng và tăng điểm khá tốt vào phiên buổi chiều. Sắc xanh tại nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS của kỹ thuật dầu khí, BGS của khí hóa lỏng miền Nam và BVC của hóa phẩm dầu khí đã góp phần vào sự sôi động của sàn này.
Chốt phiên, HN Index tăng nhẹ lên 80,42 điểm, hoạt động giao dịch ở mức thấp chỉ hơn 44 triệu đơn vị, tương đương trên 600 tỷ đồng. Trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh hơn 100 tỷ đồng trên sàn thành phố, trong khi đó vẫn duy trì động thái mua ròng nhẹ trên sàn Hà Nội với khoảng 6,5 tỷ đồng. Vâng, và đến đây thì phần 1 của bản tin FVNC Việt Nam cũng xin được khép lại. Phi Yến xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại với phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Doanh nghiệp bức xúc về tiền thuê đất tại buổi hội thảo về vấn đề này sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong phần tiêu điểm thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về làm games mobile tại Việt Nam.